Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của bơm cát miền Tây nha các bạn. Đây mấy anh em đang lắp ống nè, chuẩn bị bơm cát vô cái nền nhà nha các bạn. Đây là cái đường nông thôn nhỏ nè, ống đã gãi xong hết rồi nè. Đây là tới cái nền nhà ở đây. Chỗ này nữa mình lắp con sông cho mình quẹo vô nè. Là nó khá là sâu nha các bạn, sâu khoảng 1,5 m nè. Để mình đi vòng phía sau cho các bạn xem xung quanh. Mấy ngày nay mưa, mưa ngập nền luôn, ngập chân luôn nè. Bây giờ cái nền này khoảng 30 mét nha các bạn. Đây ở phía sau đây cái hầm cầu đã xây xong luôn rồi. Còn góc này nhà bếp nè. Đây phía sau hầu cái nền đây. Đây là bên ngoài cái nền. Rất là cao luôn. Đây cái nhà vệ sinh nè, khá là lớn luôn nè các bạn. Còn đây là cặp vách bên đây sát ganh với nhà người ta nè, xe khít nhau luôn nè. Để mình đi ra bên ngoài cái nền cho các bạn xem dài ra trước luôn. Đứng ngoài này thấp mà nhìn rất là cao nha các bạn. Đây nhiều ống để sẵn lên bơm mình đâm dài vô nè. Ồ trước này là cái sân cặp con đường. Ồ bây giờ giống này luôn đi. Dương cỡ con cây hả? Không có cây nhiêu. Cây gom vô đây luôn. Dây cột kịch đi vô hả? Ừ. Bây giờ xi măng đi nói lại. Vậy nãy giờ ta gãi xong các bạn. Vậy mấy anh em đang chuẩn bị lắp. Lắp dài tới nè. Bắt bên đây luôn đi.
có dây rồi kìa. Đây cái đường ống mình nằm ở dưới nước nha các bạn. Giờ tháo ra khớp ra là nó sùng quạch lên. Giờ bạn boss mình lặn xuống nè, đừng lặn à. Tháo khớp. Đâm lên nè. Tới hả, cạn hả? Hỏi lặn, hỏi lặn hả? Tiếp vậy. Đi vậy tiếp ơi. Mình là trong phía dưới không? Mình đây nè, thôi khỏi xuống. Rồi từ đây. Tức là giúp giả luôn nghe nha các bạn. Đó, nãy giờ bụng dây giờ kéo lên rồi. Hai bạn ở trên bờ hai bạn già mà. Kéo tiếp. Vừa dừng ống nước đã cắn. Cắt đứt ra chưa? Đứt rồi. Xeo với em Lâm. Giờ tháo xeo không được rồi, cắt nghe luôn nha các bạn. Xeo xeo với em Lâm. Không được quá. Nãy không tháo nói là lùi lại chút. Theo dễ. Cái tháo ngày đó nó kẹt cái cây kìa. Cho đi nè. Đi đó luôn. Bờ cái nó khỏi không dây phải không? Mẹ. Cọc giờ mày cọc cái cao cây luôn đó đi. 1 triệu vô đó luôn đi. Chở rồi 1 triệu vô cây đi, cái sùng này dài mà. Dài vô cây đi sao mà được. Dưới đây nè. Đây. Cọc đi. Cho qua qua đó luôn á. Còn bị dài gì vậy? Bạn ơi, vô kia đi. Bây giờ bột cái đầu ống vô cái gốc cây này. Không cho nó bị bê ra ngoài. Các bạn ơi mẹ. Giờ mình lắp thêm một cây nữa nè. Để nghe gắn cái sùng vô cho nó dễ nè. Ra đây. Đây này con này mới giữ không ta. Rồi, đúng không? Mẹ đóng tình. Dạ cho rồi đóng nha. Cây có còn gác không? Rất là khó làm luôn. Vô không? Thôi. Đây 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 mày. Mày. Bắt chết lên nghe các bạn. Ăn thằng mày ra. Nằm dưới nước. Rồi bắt đầu âm thùng này lắp vô nè. Rồi để vô chỗ này đi, chừa cho ta vô nhà cái nữa đi. Giờ mình gắp, bọc đây nè. Giờ mình gắp bọc cái này chừa chỗ này lại. Chừa chỗ nhà ta lại đây, chừng nào cho cái mình mới lắp lại. Sao sẽ có đụng nha. Lắp chắc không gặp. Đầu lắp sùng vô nha các bạn. Rồi giờ đổi hướng mình đi vòng ra phía sau nhà luôn nè. Lòng ra đường này, hồi nãy mình tính đi đường này. Giúp giùm cái lắp. Anh đi thẳng. Rồi dời ống qua đây đi. Đổi hướng qua đây. Đó hướng đi ra lòn ở xa hè nè. Rồi mấy anh em dời ống lại. Đi phía trước nó dướng cái nhà. Tính đi cặp cái lộ này nha các bạn. Cặp lộ thì xe ba gác vô không được. Gác trên nhà này. Rồi bắt đầu lắp ống tới nha các bạn. Xeo đậu chút nè. Rồi lúc đó rồi.
quýnh ngay rồi cũng mẹ bãi thôi à. Giờ tới đây mình lon ra mà lon nè. Vô cái vườn chuối. Đông khoảng 2 ống nữa là lên tới lộ nè, đừng đa đừng trong phòng này nghe các bạn. Ống nữa, ống nó lên lộ rồi. Có nó đè ống nước không? Dở rồi, dở nước là mình lọn dưới đi. Trong nước. Cắt đường đâu sao không? Đi. Rồi. Quánh nữa. Quay hoài. Vâng. Mà nó chọc nó đi thẳng vô chậu. Rồi, quất. Chèo kìa, sao mạnh luôn coi. Thì quất đi, tao kéo vô. Trong đi, nó bẻ vô. Đây. Nãy tính chừa ngay nhà nè. Nhà sẽ vậy đó. Giờ bên đây thì mình đóng lô vô tới nền luôn. Dạ, nằm bơm mình quạt ra qua lộ à. Nó cần cái bà luôn đó, nó chỉ mà hôm nãy giờ gần xe nó chỉ mà ông đàng hoàng chứ bộ. Kêu mấy ông đi đường đó đi. Hỏi cứ cái cực. Thấy nhà đây không có ai, không có hỏi được. Rồi không dám đóng. Rồi tính chừa bên đây. Trời ơi, đã có người đứng lại gần xe là chỉ đàng hoàng chứ bộ. Rồi đóng đường đây thì rất là ngon rồi. Khỏe. Đây mình đóng vài ống nữa là tới nành nha các bạn. Đây là tới nành luôn nè. Rủ phải nó lại lành không dài hả? Rủ phải nó lành không dài. Ông nó gắn sùng được rồi. Rồi, cục sùng vô. Sùng vô. Nói với anh cái trong này nó chạy hổn lắm. Mấy cháu nó chạy hổn lắm. Lắp thẳng rồi thì nào bơm mới quạch ngang một. Bơm quạch ngang bơm chút rồi gọi gần gỡ nó luôn. Rồi được rồi. Rồi được rồi, kéo đây mà. Rồi vô cây nữa. Cây ngắn nữa rồi. Thì cũng làm thùm nhà rắc mà sao? Rồi mình vô cây cục nữa nè. Cục nữa mình bơm cái quạt ngang đường nè. Lúc lỗ được rồi. Bẻ đầu qua thử coi. Bẻ đầu qua thử coi nó ngay lỗ không? Bẻ thử rồi. Rồi. Đó. Là bơm cái bẻ qua gì. Sao cậu? Sát vô đây nè, bẻ sát cái sát ra rồi. Qua bên rồi. Bẻ sát ở đây bắt cầu là nghe vậy. Rồi. Rồi xong.
Đây mình đã lắp ống ngăn đường nha các bạn. Giờ chuẩn bị bơm là lên nước thôi mà. Gắn vô cái ô nành lớn bơm trước. Mình chọt tới mình lót ra dài phía sau rồi mình mới lui về phá lại ngang các bạn. Nền khá là sâu, mình bơm hai lớp nè. Ở sau có mấy đường thoát nước đây. Giờ mới lau gạch. Cái nền này khoảng 250 khối nha các bạn. Rất là nhiều cát luôn nè. Nãy giờ mình làm tới được 3 ống rồi nha các bạn. Lót vô được 3 ống rồi. Lót nữa nè. Lót vô nữa nè, chút nữa mình lưu dừng khóa lại cho đầy luôn. Đây nãy giờ mình đã đâm tới ở phía sau luôn nè. Giờ bắt đầu phá lùi về. Ngoài đàn không rõ miếng nước luôn ha. Phía sau nè, phía sau là nó chừa chừa mấy cái lỗ cháy cháy nè. Đây đã, mà nãy mình đã phá lui về hai ống nha các bạn. Dư đầy cao luôn, lúc đà luôn nè. Dư quá dư rồi hả? Rồi, quá dư nhưng mà tôi nói dư đây thò với cắt sàn luôn rồi. Cắt mà to rồi. Đây, mình đứng phía trước cái nền nha bạn. Đây thợ cũng đang đào cái đường thoát nước đây. Cho tàn ngang cái đà luôn. Ống nó là đầy toàn bộ cái nào luôn nha các bạn.
trong nó thuộc vào thân này luôn. Đây còn một cái nền ở đây luôn nha các bạn. Giờ nó cho nó tràn cái thân nè. Đây cái đường thoát nước thẳng đạo đây. Chạy quá mạnh luôn. Nó tràn cái thân nè, cho đường nè theo lại. Đây cao cao thì nó không tràn ra nè lộn. Sớm giờ ở đầy dư mình bơm ngay giữa nền lớn nha các bạn. Trời này sụp tối rồi nè. Cũng sắp hết rồi. Thì thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Đây là ngày hôm sau nha các bạn. Bây giờ mấy anh em lại tháo ống ra rồi di chuyển đi chỗ khác nè. Đây hôm qua mình bơm đầy cao như thế này đây. Qua tối mình không có quay được cho các bạn xem. Dung trùng lên nè, dung lên 7-8 tấc luôn nè. Giờ này đã cắt đã khô chưa? Dừ mình bơm cho chú phía sau luôn nè. Chỗ này hai mấy khối nữa nè. Mấy con vịt xiêm quá đẹp. Đẹp lắm rồi. Càng vô cái ngày xịt luôn à. Bề ngoài vách tường là rất là đứng luôn nha các bạn. Bơm cao nhưng mà cái tường không có bị găng đứt luôn nè. À đông đông ai giác. Ừ má rồi ông gặp điện thoại rồi thấy vậy. Ừ. Đi giác đi ông nội ơi, ông Thiên. Thì thôi mình tắt đi, kết thúc được tại đây nha.